ba chị em làm chung cách nhau một ngày đó mọi người, cách nhau một ngày. Mai á thức dậy xong rồi qua bên đây chứa đèn với lại chứa ớt me rồi nằm máy nha. Còn đội đầu thì nó ví dụ cái đầu dơ á thì để đi cho mấy bạn qua đây, mấy bạn đợi cho khỏi phải đợi nhiều, có nó chưa cầm nữa mà không có đau, không có đau nhiều. Là chị hãy có mới được 2 ngày. 2 ngày, em mới làm mỗi được 1 ngày. Còn bạn đây là làm mỗi được 2 ngày luôn, đậu sụp sườn. Mới làm sáng. Mới làm sáng. Khỏe ha. Đây là giám mũi vừa mới làm xong, mọi người thấy rất là đẹp ha. Đẹp 100% nha. Ưng ý giám mũi này không chị? Đẹp ha, nhìn thay đổi nhiều chị ha. Xinh lắm. Chị, em nhớ là hình như là chị có hai người em nữ qua bên em làm mũi luôn đúng không? Một người làm sụn sườn, một người hạ gò má với gọt hèm. Hèm với tăng giang. Chưa cầm luôn. Chưa cầm. À, thì làm hôm qua đúng không chị? Ba chị em qua bên mi nhau đó mọi người. Bốn chị. Bốn chị luôn. Bốn chị mà làm mũi xong rồi. Chị hai. Chị ba. Đó. Đứa em họ. Nói chung đó là nguyên một gia đình đó là tập niềm tin với mi nhau làm luôn đúng không?